Dạ. Dạ chào ông. Ủa, lại là bà Mai Dông à? Dạ là tôi. Chẳng phải là ta đã nói tất cả mọi chuyện rõ ràng rồi sao hả Trần Thanh? Dạ thưa lão gia, vì sự rõ ràng đó, hôm nay cũng đến đây cùng với bà Mai để thưa chuyện lại. Khoan đã, y ta nói rõ ràng là rất rõ ràng, đừng có hiểu lầm ha. Tóm lại là các ngươi không có đủ 100 lượng để giao nộp xính lễ thì đừng có nói tới cái chuyện cưới xin gì hết, hiểu không? Thưa lão gia, hôm trước tại chốn công đường, ba mặt một lời, ông cũng đã nói rõ ý định của ông rồi. Có bà con làm chứng, tiểu thư Quỳnh Hoa xứng đáng được như vậy mà. Hôm nay tôi thay mặt cho họ nhà trai chấp nhận lời yêu cầu của ông. Trung tuần tháng này, họ nhà trai chúng tôi sẽ đem qua 100 lạng vàng. Họ nhà gái nhận lễ, xong họ nhà trai chúng tôi sẽ định ngày rước dâu luôn. Cái gì? Nộp nộp đủ 100 lạng vàng à? Dạ. Nó láo. Dạ thưa lão gia, con không dám nói sai lời ạ. Chỉ mong ngày thư cho ít hôm, qua rằm con sẽ mang đầy đủ sinh lễ tới. Đào đào đào, ở đâu ra đủ 100 lạng mà đem nộp chứ? Hả? Làm như dễ lắm. Dạ thưa lão gia, họ nhà trai chúng tôi á đang chuẩn bị sính lễ, nếu sai hẹn á thì ông sẽ hủy hôn mà. Luật lệ từ xưa đến nay là như vậy, chúng tôi đâu có dám sai lời. Đó là các ngươi nói đó, nghe chưa? Dạ. Đã nói thì ráng mà giữ lời. Chỉ còn không đầy một tuần nữa là đến kỳ hạn, ráng mà giao nộp cho đủ ha. Làm như dễ lắm. Dạ con sẽ cố gắng. Thưa lão gia, cáo từ. Xin phép lão gia tôi về.